Xin chào mừng các bạn đến với kênh Nguyễn Hảo Chu nha. Hôm nay mình sẽ thử thách ăn ốc. Xin mời các bạn cùng thưởng thức nha. Vô ốc luộc đây. Úi chà chà. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình ăn ốc luộc nha. Cho cái màu nó không được đẹp nha. Con ốc luộc nha các bạn. Đây, ui. Nóng quá các bạn ơi. Nóng quá. Đây là cái trứng. À, mình ăn ốc mình phải bỏ cái răng ra nha các bạn. Nóng quá. À, mình bỏ hết cái răng ra. Ốc này mình ngâm một ngày rồi cho nên là nó sạch rồi. Đây quá. Ăn không? Đây gửi. Ngon quá. Vô leo các bạn. Ốc đẹp nha. Đây. Mình móc cái răng nó ở phía trong nha. Rồi, như vậy là đã xong. Dễ bớt rồi không thấy. Thôi, ăn con nhỏ ngon hơn. Ăn cái con nhỏ nó giòn. Còn con bự nó hơi dai. Nó già quá rồi nó dai. Nghe các bạn. Ngon lắm luôn. Đây. Đậu ơi. Vô. Chút nữa cho. Đang qua phim cái. Đây. Tôi chả thấy cái gì cả. Ăn hay không? Đây là một cọng xả. Người ta nói là ăn uống nước xả đẹp da gì đó mà khó uống được. Mình sẽ luộc ăn kèm. Đậu quá. Con ốc chào bán nha các bạn.
Rồi ăn thử cái con này. Mẹ đang quay phim á con. Tí ơi. Này là con bự chà bá luôn nha các bạn. Con bự chà bá nha. Ôi ớt không. Ăn con nhỏ ngon hơn các bạn. Bự à. Quá bự ăn ớt. Bấm bỏ quảng cáo cho mẹ. Thấy là mình ăn được 2, 4, 6, 8, 9 con à. Sắp ớt rồi. Ngon quá các bạn ơi. Món này mà nhậu là kiền luôn á. Tiếc là mình không biết nhậu, mình chỉ biết ăn thôi. Cay quá. Mình đâm ớt xanh á các bạn, cho nên là nó cay. Ớt xiêm xanh. B
mà quạt hay sao? Sao rồi? Biết. Như vậy là thử thách ăn ốc của mình không thành công. Mình đã ăn được một tô vỏ, chắc khoảng 20 con, mười mấy con. Ăn hết nổi rồi, ăn con cuối cùng. Bạn nào thích thì cho mình một like, đăng ký kênh nha. Cho mình một comment bên dưới nha các bạn. Ăn một mình buồn quá các bạn. Hôm nay bạn ăn đông đông mới vui.